Anh được ơn gì nơi lòng thương xót Chúa chia sẻ cho mọi người? Dạ con chơi ma túy đá cha. Anh chơi ma túy đá bao nhiêu năm? Dạ con chơi một năm mấy cha. À, một năm mấy là con chơi liên tục, mỗi một ngày là con chơi là 2 triệu mấy 3 triệu cha. Dạ giờ đây thì con cũng cảm ơn, cũng cảm ơn cha và lòng thương xót Chúa là con đã được một cái ơn là thoát được, là không còn suy nghĩ gì về ma túy được hơn 2 năm nay. Hallelujah. Rồi nhờ đâu mà anh thoát được cái vòng vây của ma túy như thế đó? Dạ con có lần con đi ra Bảo Lộc thì con gặp Đức Mẹ. Con có đứng cầu xin Đức Mẹ, rồi Đức Mẹ sẽ chuyển cầu qua lòng thương xót Chúa. Rồi nay con vẫn có đi với chú, con có nghe là cha Long cho lần lòng thương xót Chúa. Hôm nay con lên đây để con là chứng nhân cho Chúa là thật sự là ma túy đá nó đã thoát được con rồi, con không còn chơi ma túy đá nữa. Anh tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì? Dạ thì con tên tánh là Do An Đinh Nhật Duy, con ở Tân Phú. Con thì trên cũng chơi nhạc, cũng như ông ca đoàn vậy cha. Cũng chơi nhạc ca đoàn, nhưng mà ma túy nó mạnh hơn là nhạc, cho nên là anh đã bỏ Chúa và chạy theo ma túy. Tôi xin được gửi tặng cho anh tấm ảnh lòng thương xót Chúa để anh thực hiện nghi thức đón Chúa vào nhà nha. Đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa, và đây chính là đấng, không phải là tấm ảnh, mà quyền năng lòng thương xót Chúa đã giải thoát anh khỏi ma túy, khỏi xì ke. Và đây là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa để anh làm nghi thức đó đêm giao thừa, rước Chúa vào trong gia đình của mình. Và đây là lộc xuân lòng thương xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho anh. Vâng, xin mời người kế tiếp. Rồi, mời con. Dạ, con chào cha và cộng đoàn. Con giới thiệu, con tên là Maria Nguyễn Thị Tuyết. Con ở họ Yên Huy, xứ Đại Từ, giáo phận Bắc Linh ạ. Con hôm nay về đây với cả gia đình con ạ. Vâng, con xin làm chứng cho cha, cho Chúa về lòng thương xót của Chúa. Chúa đã ban cho gia đình con rất nhiều ơn, và ơn mới nhất của gia đình con trong năm 2018 đó là được chồng con được ơn trở lại với Chúa. Sau 19 năm con ước ao chồng con sớm quay trở về với Chúa, bởi vì từ trước đến giờ thì chồng con không tin vào tình yêu của Chúa, và chồng con luôn luôn là không nghe lời kinh và cũng không đọc kinh cầu nguyện chung với gia đình. Nhưng mà từ ngày mùng 2 tháng 9 con đã đưa cháu bé về và xin ơn Chúa. Con đã cầu nguyện lòng thương xót và Chúa đã nhận lời con, thì đến giờ chồng con đã nghe đài lòng thương xót và đọc kinh cầu nguyện chung cùng với gia đình con, và con cảm thấy rất hạnh phúc. Và từ khi có lòng thương xót đến với gia đình con thì con thấy rất bình an, và con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn rất nhiều ạ. Trong tay chị đã có cuốn tập san, tôi gửi tặng chị tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Và chồng của chị là đã 19 năm bỏ Chúa mà hôm nay đã được ơn quay trở về với lòng thương xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chị, cho anh. Hallelujah. Giơ heo lên chú con. Hallelujah. Giơ lên, cái heo lên. Hallelujah. Cái heo lên. Hallelujah. Rồi, bé có gì đây con? Dạ, gia đình con tạ ơn lòng thương xót Chúa năm vừa qua. Con là Isabel Trương Thị Ngọc Anh. Dạ, con 13 tuổi, gia đình con đến từ Gia Lai. Dạ, con được ơn gì? Dạ, con lên tặng heo. Rồi, con lên tặng heo cho ai? Dạ, cho mấy bạn nghèo. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Đây, cho con bỏ vào chuồng heo. Một bé tặng heo cho các bạn nghèo. Rồi, con. Con tên là Đam Minh Nguyễn Phạm Di Khi. Mấy tuổi? 6 tuổi. Rồi, con làm cái gì? Con có gì đây? Con có bao lì xì. Để, con không lấy tiền lì xì, con để làm gì? Để làm ai giúp đỡ các bạn nghèo. Ơi, một tràng phát tay nữa thưa anh chị em. Rồi, con bỏ lì xì vào trong chuồng để cho heo nó ăn. Heo này nó ăn tiền lì xì anh em ạ, nó không ăn cám đâu. Rồi, con. Con là Paulo Lê Gia. À? Mấy tuổi? Con xa, con 7 tuổi. Rồi, con có gì đây? Con có bao lì xì. Để làm gì?
để làm lòng bác ái giúp đỡ mấy bạn nghèo. Rồi, cho một tràng pháo tay nữa thì anh chị em. Rồi, con cho con lì xì và cho heo nó ăn nha. Còn con? Con tên là Lucia Đỗ Nguyễn Mai Anh. Mấy tuổi? Con 7 tuổi. Rồi, có gì đây? Con có con heo. Cho ai? Làm việc bác ái cho các bạn nghèo. Rồi, một tràng pháo tay nữa. Con cho heo vào trong chuồng. Con mấy tuổi? Chào con 9 tuổi. Tên gì? Con tên Katarina Nguyễn Thị Bảo Thì. Rồi, con có cái gì đây? Phong bì. Phong bì, không heo, không lì xì mà phong bì. Rồi, phong bì để làm gì? Chơi cho các bạn nghèo. Rồi, một tràng pháo tay nữa, con cho phong bì vào. Heo nó cũng ăn phong bì. Rồi, con. Dạ, con tên là Maria Nguyễn Thị Dương. Con rồi. 6 tuổi. Ừ. Con có bao lì xì để làm việc bác ái. Rồi, cho một tràng pháo tay nữa, bao lì xì cho vào con heo. Chú bé này đến đây, lão nháo này đi đâu đây? Thế đây, ông thần con. Rồi, có gì đây? À, thưa anh chị em, ông thần con chưa biết nói nhưng mà đã có tâm lòng bác ái, đang đem phong bì để nuôi heo cho các bạn nghèo. Rồi, ông thần con bỏ vào chuồng giùm cha. Mau, thả vào chuồng. Thả vào chuồng rồi đi xuống. Thả vào chuồng, rồi, rồi đi xuống con. Cho một tràng pháo tay con hô chú bé. À, con. Dạ, con tên là Phêrô Nguyễn Văn Hiền. Con năm nay 14 tuổi. Rồi. Con có con heo nằm bác ái. Mốt con có đi tu không? Dạ không. Dạ. Rồi, con cho con heo vào chùm cha. Con. Dạ, thưa cha, con 8 tuổi. Rồi, có gì? Dạ, con có tiền. Đâu? Cho các bạn nghèo. Rồi, có tiền cho các bạn nghèo, cho vào trong đó. Con. Con thưa cha, con học lớp 1 ạ. Con giúp đỡ cho bạn nghèo. Con ở phía Bát Trạch. Con có đi tu không? Có. Rồi, cho một tràng pháo tay rồi. Hoan hô, lớp 1, con. 4 tuổi ạ. 4 tuổi. Rồi, cho ai? Cho bạn nghèo. Cho bạn nghèo ạ. Rồi, 4 tuổi cho bạn nghèo. Bỏ vào 4 tuổi cho bạn nghèo. Mấy tuổi? Con lớp 10 ạ. Con mấy tuổi? Con 10 ạ. Vâng, 10 tuổi học lớp 10. Đây là thần đồng. Rồi, con có cái gì? Con có tiền ạ. Để làm gì? Để giúp đỡ những bạn nghèo ạ. Rồi, 10 tuổi học lớp 10. Giúp đỡ bạn nghèo. Con mấy tuổi? Con thưa con, thưa cha là con 8 tuổi. Rồi, có gì đây? Con tặng con heo cho cha. Rồi, có con heo cho bạn nghèo. Con mấy tuổi? Con 6 tuổi. Có cái gì đây? Có tiền. Làm gì? Cho bạn nghèo. Rồi, 6 tuổi có tiền cho bạn nghèo. Con? Con 7 tuổi. Rồi, có cái gì? Con cái tờ 200. Rồi, có tờ 200. Rồi, con. Đây, bước lên. Rồi, con tên gì? Dạ, con tên Võ Ngọc Tâm Nhi. Con mấy tuổi? Dạ, con 4 tuổi. Học lớp mấy? Dạ, con học lớp sơ. Học lớp sơ. Rồi, con có gì đây? Dạ, con có con heo. Cho ai? Cho cha. Cho cha. Cha cho ai? Cha cho các bạn nghèo. Rồi, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi, con học lớp sơ vậy, con có muốn làm sơ không? Dạ, có. Rồi, cho một tràng pháo tay rồi con bỏ vào thưa anh chị em. Rồi, xin mời người kế tiếp. Chúng ta thấy đấy là những chứng nhân rất sống động của lòng thương xót Chúa. Vì ngày hôm nay, đa số các em được lì xì, được áo mới, được quần mới và các em hưởng thụ nhiều. Các em được cha mẹ nuông chiều nhiều nhưng không có cha mẹ nào giúp các em sống lời của Chúa là phúc cho các con khi các con có lòng thương xót. Đấy, chúng ta nghe lời của Chúa đêm giao thừa mà thực hiện như thế nào? Thực hiện từ chính trong gia đình của mình. Thực hiện lúc nào? Ngay từ lúc còn bé thơ. Các em có lòng thương xót như vậy thì lớn lên mỗi năm thêm một tuổi thì các em càng thêm lòng thương xót.
càng thêm lòng mến Chúa. Còn nếu mà không thì càng thêm tuổi càng ăn chơi, càng thêm tuổi càng hưởng thụ, càng thêm tuổi càng phá hoại, càng thêm tuổi càng sống ích kỷ thì không được ích lợi gì cả, thưa anh chị em. Rồi, con được ơn gì của Chúa? Dạ con. Bé có cái gì đây? Con 5 tuổi. Rồi, 5 tuổi có gì? Có tiền. Tiền, rồi bỏ vào đi, 5 tuổi có tiền. Rồi, con mấy tuổi? Con 6 tuổi. Có gì? Có tiền. Rồi, con mấy tuổi? Mấy tuổi? Con 5 tuổi. Em con mấy tuổi? 3 tuổi. Rồi, hai anh em, đứa 5, đứa 3. Rồi, đem tiền bỏ vào cho. Hả? Rồi, đem vào đó bỏ vào đó, không cần nói, cứ bỏ vào đó cho con. Có như người nói mà không bỏ. Bây giờ một là nói mà không bỏ, bỏ mà không nói. Anh chị em nói bỏ mà không nói hay nói mà không bỏ? Nói mà không bỏ hay bỏ mà không nói? Vâng, bỏ mà không nói. Còn có nhiều người nói nhiều quá mà chả bỏ cái gì cả. Có khi bỏ tay vào xong lại nắm vào bỏ túi. Rồi, con được ơn gì của Chúa? Dạ, con Trần Ngọc Nương ở Nhân Trạch Đồng Nai cha. Con được nhiều ơn của Chúa lắm cha. Rồi, con nói cho mình biết ơn mới nhất, lớn nhất là ơn gì? Ơn mới lớn nhất của con là Chúa đã cứu con, sinh ra con lần nữa cha. Rồi, con được Chúa cứu và sinh lại như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ, con lấy chồng nhưng mà chồng con... Con lấy chồng nhưng mà chồng con ăn chơi nhiều cha, rồi con khuyên không được, rồi con chia tay. Sau đó thì con kết hôn với người khác, sinh hai đứa con, rồi... Anh chồng cũ thì bị sida cha, xong rồi xét nghiệm con không có bị lây. Chúa đã cứu con cha. Thưa anh chị em, chúng ta thấy xuân về nhưng mà cũng còn cái nhiều cái hoàn cảnh rất là bi đát. Những gia đình mà rạn nứt rồi đổ vỡ rồi phải thế này thế nọ thế kia. Con tên là gì? Dạ con Trần Ngọc Nương. Con có đạo không? Dạ không cha, con ngoại đạo. À. Con ngoại đạo cha. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta một tràng pháo tay để chúng ta tạ ơn Chúa cho cô ấy. Vì cô ấy không có đạo, cho nên là vấn đề bí tích hôn phối cô ấy không có. Cho nên là cô ấy rạn nứt đổ vỡ với một người mà sống không đúng với lại bổn phận của người chồng. Mà bây giờ thì cô ấy là tạ ơn Chúa đã cứu cô ấy, cho cô ấy được sinh lại, được sống lại làm người. Mà một người vợ, một người mẹ trong một gia đình có hạnh phúc như vậy. Tôi gửi tặng cho cô một món quà. Đây là cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, Xuân Hiệp Thông Trong Bác Ái nha. Rồi, cô cầm về xin Chúa chúc lành cho cô. Rồi, mời con. Con xin chào cha và cộng đoàn. Con là Maria Trần Thị Đào. Con ở Giáo xứ Đức Tâm, địa phận Thanh Hóa. Con xin làm chứng cho Chúa là con đã bỏ Chúa hơn 40 năm. Hôm nay cô bao nhiêu tuổi? Dạ thưa cha, con năm nay 68 tuổi. Thưa anh chị em, trước mặt chúng ta là một người 68 tuổi mà bỏ Chúa hơn 40 năm. Nhờ đâu mà cô đã được ơn quay về với Chúa sau hơn 40 năm? Dạ thưa cha, là con nhờ một ông trùm và hai sơ đến khuyên bảo con và con đã quay về với Chúa. Quên cái gì bảo ý? Dạ và con đã có ăn năn sám hối, con được quay về với Chúa mà con trong khi con bỏ Chúa thì con đã đi đền đi chùa và con cúng bái và con nhờ người đến để là yểm bùa gia đình con. Giờ con thấy con là người có tội lỗi với Chúa, giờ con đứng trước mặt cha và cộng đoàn, con xin tạ tội cùng Chúa. Thưa anh chị em, đây là một người mà 40 năm bỏ Chúa mà đã đi cúng bái thần bụt, thần chùa đủ mọi thứ hết. Mà sau đó thì cô ấy đã được ơn quay trở về với Chúa. Làm sao mà cô biết được lòng thương cho Chúa như thế nào? Lạy cha, thì ở gần nhà con có một cô vào giáo điểm tin mừng cho con một cái đài. Thế là con về con nghe ngày, con nghe đêm rồi con... đọc kinh lòng thương xót Chúa vào 3 giờ chiều và Chúa đã chữa lành cho con bệnh đau đầu. Dạ thưa cha, là con đau đầu con không biết bao nhiêu năm từ hồi con còn đang nhỏ.
Dạ, đến bây giờ thì con Chúa đã chữa lành cho con khỏi đến 80%. Vâng, thưa anh chị em, đây là một người mà đã bỏ Chúa 40 năm và bệnh thân xác là bệnh đau đầu, đó là chuyện nhỏ. Chuyện lớn nhất là đau cái tâm hồn, đau cái trái tim. Vì Chúa là đấng mà luôn luôn muốn mong ước con người ta được đón Chúa vào trong gia đình của mình trong đêm giao thừa. Nhưng mà 40 năm cô ấy chỉ đón thầy bùa, thầy ngải, thầy cúng. Mà dĩ nhiên là đau đầu là chuyện đương nhiên thôi. Và bây giờ thì cô ấy đã từ chối những cái đó, khước từ cái đó để cô ấy đón lấy Chúa lòng thư xót vào trong gia đình của cô ấy và trong tâm hồn của cô ấy. Chúa đứng nhiều lòng thư xót đã ngự trị trong tâm hồn của cô ấy, thì tâm hồn của cô sẽ được bình an và tâm hồn của cô sẽ không còn cắn rứt nữa, thì lúc đó cái bệnh nhức đầu đương nhiên là nó hết thôi. Đây là lộc thánh lòng thư xót Chúa gửi tặng cho cô. Rồi. Ơn mới nhất là gì? Dạ, cha con còn ơn mới nhất là con hôm nay và cùng các chị em ở giáo họ chúng con là hơn 12 người ạ, đã vào đây để tạ ơn Chúa và ăn Tết cùng giáo điểm, cùng cha và giáo điểm tin mừng ạ. Hallelujah. Hallelujah. Rồi, ai là những người mà mời cô về chỗ? Ai là những người đến giáo điểm tin mừng ăn Tết, ăn giao thừa, ăn Tết với giáo điểm tin mừng, xin giơ tay. Ôi lạy Chúa tôi. Giơ tay cao lên, vẫy lên. Hallelujah. Thưa anh chị em, có lẽ chẳng cần thêm lời chứng nào cả, mà những bàn tay giơ lên là những lời chứng quá sức hùng hồn, những lời chứng mà cả thế giới này có lẽ người ta không thể tưởng tượng được. Ở một cái nơi hẻo lánh như thế này, ở một nơi chỉ có hơn 500 người giáo dân của giáo điểm tin mừng mà đón tiếp 5.000 người đến đây để mà ăn Tết với giáo điểm tin mừng, anh chị em chấp nhận là sống một cái Tết gọi là Tết xa nhà, một cái Tết xa quê, hoặc là có những người đưa cả gia đình vào đây để mà ăn Tết. Mặc dù đến đây ăn Tết thì không có bánh tét, bánh chưng như ê hề, nhưng chỉ có bánh tét, bánh chưng của lòng thương xót chúng ta chia sẻ với nhau. Không có nhà cao cửa rộng, không có pháo nổ rượu hồng, nhưng mà chỉ có lòng thương xót Chúa thôi. Anh chị em chấp nhận ở nhà trọ, anh chị em chấp nhận thiếu thốn, anh chị em chấp nhận cái nắng nóng và thiếu mọi cái phương tiện của giáo điểm tin mừng này để mà ăn Tết với nhau, thì nguyên cái sự hiện diện của anh chị em, nguyên những bàn tay giơ lên đã là một lời chứng hùng hồn cho thế giới rằng là đây quả là nơi Chúa chọn, đây quả là nơi Chúa ban ơn, và anh chị em đã lựa chọn là lòng thương xót Chúa, ơn phúc nơi lòng thương xót Chúa hơn là những cái phúc mà người ta chúc cho nhau trong những ngày xuân nếu anh chị em ở nhà. Một tràng pháo tay thật to nữa để chúng ta chúc mừng tất cả những anh chị em đến đây. Rồi, mời mời cô, mời anh, mời lên, mau. Mỗi người nói một ân vắn gọn thôi nha. Con đến để làm chứng cho vợ con ạ. Con là Giuse Phạm Quang Cái ở thuộc giáo phận Vĩnh Hà Tĩnh ạ. Con vợ con bị bệnh tâm thần năm 2016 ạ, tháng tuần thành thứ tư tuần thành 2016 là vợ con quậy phá lúng túng. Không. Anh nói chậm chậm, nói to tí. Vợ anh bị bệnh tâm thần năm 2016, rồi sao nữa? Sao nữa, vợ con quậy phá, rồi con đưa đi viện, vợ con nhảy đến lầu 2 xuống, rồi gãy xương sống. Rồi đến năm 2017 con đưa vào cha, thì trước khi vào đây thì hai người khiêng, cho nên vào được một tuần cha đặt tay, thì vợ con đi lại được. Và từ đó con về con cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Thì con xin Chúa, con không dám xin Chúa cho vợ con lành, nhưng con vì tội lỗi của con, nhưng con xin Chúa cho vợ con được có tình người để được sang năng cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Thì còn anh thì anh trước đó anh có biết đến lòng thương xót Chúa không? Dạ con có biết ạ, nhưng con không đi ạ. Vâng, biết mà không đi cũng giống như người với người đó, bỏ mà không nói, nói mà không bỏ, biết mà không đi thì cũng như là không biết vậy. Chúng ta chỉ biết, chúng ta chỉ nghe, chỉ nói nhưng mà không đến. Đến khi mà vợ anh ấy được Chúa chữa lành, khi mà vợ anh đến đây, lúc đó anh mới cảm nhận được lòng thương xót Chúa là như thế nào. Hallelujah! Tôi gửi tặng cho anh một cái móc khóa lòng thương xót Chúa trong năm mới để xin Chúa chúc lành cho anh nha. Rồi xin mời người kế tiếp. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Dạ, thưa cha, con được một ơn của Chúa là cách đây là tháng 10 năm rồi, đấy là con bị đau ngực, ở ngực con có một khối u. Có chị gần nhà, chị đi vào trong này, chị cho con biết điểm tin mừng. Và đồng thời chị lấy thư khấn vào đây và dặn con là ở nhà cũng khấn. Thì khoảng chừng là 20 ngày sau con thấy nó lặn mất, thì con thấy rất là kỳ diệu. Cho nên là con tự... cũng trong khoảng 20 ngày đó thì con từ cái chỗ mà con thán phục cái sự lạ lùng này, cho nên là con cũng đã viết lên mấy bài thơ. Bây giờ con xin được đọc bài thơ này để tạ Chúa, tạ cha. Con muốn được đọc cái bài thơ, bởi vì đây nó là những cái ý nghĩ là trong đầu con là rất là tâm phục khẩu phục, là con... tâm phục khẩu phục. Chị tên là gì? Dạ, con tên là Nguyễn Thị Thục. Bao nhiêu tuổi? Dạ, con 58 tuổi. Ở đâu? Dạ, con ở Kon Tum ạ. Kon Tum chị làm nghề gì? Dạ, con nghề nghiệp cũng không ổn định lắm, mà là con đi làm thuê. Vâng, đây là một người làm thuê, một người làm thuê làm thơ. Nghe một người làm thuê làm thơ. Dạ, con đọc lần đầu nghe cha giảng. Ơi cha giọng nói rộn ràng, càng nghe càng mến âm vang tỏ tường. Vì vậy con phải lên đường, đến nơi điểm hẹn tình thương tin mừng. Ở đây mới thật điểm dừng, cho con chút bỏ tội từng đa mang. Hay phần bệnh hoạn phũ phàng, nhờ Chúa cha chữa lên đàng nhẹ tênh. Cuộc đời lắm nỗi chênh vênh, tin cha tin Chúa ta nghênh ơn về. Thế gian chỉ có một mặt trời, con người chỉ có một Chúa thôi. Chúa là ánh sáng soi nhân loại, thoát khỏi lầm mê để sống đời. Điểm tin mừng, người nghe người đến biết dừng nơi đây. Bao người vui sướng ngất ngây, bệnh lâu ngày hết đúng hay tin mừng. Con xin đọc bài thứ hai. Hỡi người mới nghe, ai đã nghe điểm tin mừng thì xin hãy đến, chớ đừng bỏ qua. Ở đấy có Chúa, có cha, cộng đoàn vui vẻ thuận hòa ngoài trong. Ai người có búi bồng bông, vào đây Chúa gỡ là xong rối đời. Những người nghịch... ai người có mối bồng bông, vào đây Chúa gỡ là xong rối bời. Những người nghịch cảnh quên lời, bỏ cha bỏ Chúa để rồi xót xa. Về đây Chúa chẳng có la, sẵn sàng tha thứ con ta lỗi lầm. Còn người đau khổ âm thầm, hay người bệnh nặng tưởng phần số đi, thành tâm cầu nguyện tức thì, Chúa cha cứu giúp còn gì khổ đau. Người còn mê hoặc mau mau, chớ nên nghi ngại vàng thau nơi này. Đây là cơ hội đổi thay, để ta có được mắn may trong đời. Thật lòng tín thác ai ơi, vượt lên trở ngại về nơi Chúa liền. Dù người bệnh hoạn triền miên, đến người ngoại đạo thường xuyên khẩn cầu. Là người bất kể nơi đâu, Chúa xoay Chúa chuyển hát câu đổi đời. Cha ơi con có mấy lời, mong cha luôn khỏe giúp đời bình an. Chúng con những cánh chim ngàn, về cha tổ ấm muôn vàn yêu thương. Cho thấy một người làm thuê, một người làm thuê làm mướn mà làm thơ lòng thương xót Chúa tuyệt vời như vậy đấy. Chị cho mọi người biết là chị tên thánh là gì? Dạ con ngoại đạo. Mặt chị tôi nhìn mặt chị thấy dễ thương không? Hồn nhiên đơn sơ như thế nào, một cái niềm sắc tín tuyệt vời như vậy. Đây là món quà mà Chúa ban cho giáo điểm tin mừng của chúng ta. Chị cho tôi bài thơ này nha. Nha. Vâng, chị cho tôi nha. Vâng, để cho yeah. Tôi gửi tặng lại chị Lộc Thánh lòng thương xót Chúa. Rồi. Dạ, con xin một cái thôi. Dạ hồi nãy sách của con hồi nãy để kia ai cất rồi. Kìa.
Sách của chị đó. Dạ dạ vậy là được rồi. Còn sách con không xin sách nữa. Con có sách rồi con không xin nữa. Dạ. Alleluia. Thưa anh chị em, chúng tôi thiết nghĩ rằng là bài thơ đó có thể khép lại buổi chia sẻ đêm hôm nay được rồi. Vì còn anh chị em nào xì ghe ma túy bỏ Chúa thì xin mời lên đây. Xì ghe ma túy bỏ Chúa, anh là gì? Anh xì ghe ma túy hay cái gì? Vâng, chúng ta ơi, thấy rằng mà nhiều người còn muốn lên làm chứng cho Chúa, anh được ơn gì của Chúa? Thưa cha, con được ơn chữa lành. Con nhiều ơn nhưng con xin kể những ơn gần đây. Con Phêrô Phạm Văn Đình, giáo xứ Kim Phát, giáo phận giáo hạt Giang Sơn, giáo phận Ban Mê Thuột. Năm 2017 con bị bệnh choáng tư thế, đi khám bác sĩ không tìm ra nguyên nhân bệnh, các chỉ số đường máu, đường huyết, tim mạch, bác sĩ không cho uống thuốc. Con đến giáo điểm Tin Mừng và đã được 3 lần và đã được khỏi hoàn toàn. Bệnh nhức đầu mấy chục năm. Những năm gần đây con đau nôn ói mửa mà con đi lòng thương xót, đến nay cũng hết. Bệnh đau khớp, tối con nằm không thể yên được 30 giây cái khớp phải, vai phải. Nhưng con đi lòng thương xót đến nay cũng khỏi hoàn toàn. Và con xin cảm tạ Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn. Và xin cha cho con cũng có người đi lương là một bài thơ, thì con xin đọc mấy câu thơ về Xuân Giáo Điểm. Thưa cha là tối Xuân Giáo Điểm, lạy ba ngôi Chúa cả đất trời, lòng thương xót ân ban muôn nơi. Con đây thân phận trần phàm, quên lòng thương xót đã ân ban. Thế nhân đam mê lầm lạc lối, mê tiền trần tục dục vọng thôi. Cao sang danh vọng hại người, tâm tà chẳng nhân cách người ơi. Chúa ba ngôi yêu hết mọi người, mọi người nơi đó cũng có chúng con. Cha long lời Chúa vuông tròn, giáo điểm Tin Mừng nay đã sắt son. Thế nhưng hôm nay đùng một nỗi, mái tôn giáo điểm lại chẳng còn. Giáo dân linh mục một lòng, tôn thờ lòng thương Chúa sắt son. Kỷ hợi xuân ban lòng thương xót, cha long tâm trí cũng hao mòn. Ân tình thương xót chúng con, giáo dân giáo điểm mãi mãi vẫn còn. Rồi tôi, anh cho tôi cái tờ lịch này nhé. Thưa anh chị em, cái câu kết giáo dân giáo điểm mãi mãi vẫn còn, đó mới là điều quan trọng. Linh mục tu sĩ rồi cũng qua đi, nhưng giáo dân giáo điểm mãi mãi vẫn còn. Vì còn lòng thương xót thì còn giáo điểm, còn giáo dân. Vì hôm nay thưa anh chị em, chính những người giáo dân, mấy người giáo dân có thể nói là những người giáo dân đã được rửa tội, cũng như người giáo dân chưa được rửa tội đâu. Những anh chị em nào là những người ngoại đạo, những anh chị em nào là tôn giáo bạn, những người không phải là công giáo hôm nay đến ăn Tết với chúng tôi, xin giơ tay. Giơ tay, giơ tay, giơ tay, giơ tay. Những người không công giáo đến ăn Tết với chúng tôi, giơ lên, giơ lên, giơ lên. Vẫy tay, vẫy tay, vẫy tay. Một tràng pháo tay chúng ta chào mừng những anh chị em đó. Thưa anh chị em, chúng ta thấy đó là một cái ơn lạ vô cùng. Vì những người có đạo đến đây ăn Tết thì còn nói làm gì, những người không đạo mà lại đến đây ăn Tết với chúng ta còn gì hạnh phúc hơn, thưa anh chị em. Cho nên giáo điểm Tin Mừng rất là hân hoan đón chào những anh chị em đó. Còn giáo dân giáo điểm mãi mãi vẫn còn. Chúa chúc lành cho người anh em của chúng ta. Vừa xin được gửi tặng cho anh móc đề can mẹ ban ơn và Chúa lòng thương xót, để anh chị em anh gắn vào trong cửa của nhà anh trong năm mới. Xin Chúa chúc lành cho anh nha.